Rồi, hôm nay chúng ta sẽ học sang một cái chủ đề mới. Chủ đề mới này là khó, khó. Tức là hôm nay là cái là buổi thứ tư nhưng thực chất là chúng ta đã có vào chủ đề thứ ba thôi. Đây. Ta chúng ta học sang cái chủ đề tôi viết là bài 3 nhé, gọi là bài 3 chủ đề 3 đi. Là chủ đề này sẽ học trong một vài hôm chứ không phải là không là một buổi là không xong, vì đây là một chủ đề khó. Chúng ta học sang cái khái niệm là biến hay là biến nhớ, đúng không? Biến nhớ hay là có thể dùng phương tác thôi là biến cũng được, từ biến nhé. Từ xưa, từ hôm trước hôm nay chúng ta học vẫn học lập trình điều khiển nhân vật của trong ở trong Scratch rồi, nhưng mà chúng ta chưa hề biết khái niệm thế nào là biến nhớ. Thì hôm nay sau sang cái đó thì biến nhớ là một cái khái niệm rất quan trọng luôn ở trong lập trình, là một khái niệm phải nói là vô cùng quan trọng. Chúng ta thấy là nó sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong quá trình chúng ta lập trình, làm viết kịch bản hay là làm những cái chương trình có cái độ phức tạp cao, hay là những cái bài toán dùng để tính toán chẳng hạn. Thì tất cả những cái đó đều liên quan đến khái niệm là biến hay là biến nhớ. Thì bây giờ biến nhớ nó là cái gì? Đó, thì bây giờ chúng ta cùng nhau, trước khi chúng ta đi vào cụ thể, chúng ta cùng nhau tìm hiểu là biến là cái gì nhé. Thì biến ý, ở trong lập trình là cái gì? Nó là một cái, nôm na chúng ta hiểu, nó là một cái vùng bộ nhớ có một cái tên nào đó dùng để lưu dữ liệu. Đấy, nó là một cái vùng, nó là một cái tên dùng để chỉ một cái vùng bộ nhớ. Dùng để lưu dữ liệu, để lưu trữ dữ liệu. Đấy. Lưu trữ dữ liệu. Đấy. Là hỗ trợ cho quá trình chúng ta làm việc. Thì cái này nó quan trọng như này này. Tôi lấy ví dụ nhé, tôi lấy ví dụ để chúng ta hình dung thôi. Để cái khái niệm biến là cái khái niệm rất là khó dạy cho học sinh tiểu học. Thì đây là một khái niệm khó. Thì tôi sẽ đưa ra một vài cái minh họa để chúng ta thấy là ý nghĩa của nó là như thế nào. Tôi lấy ví dụ nhé. Bây giờ chúng ta đi, tôi lấy một vài ví dụ minh họa để các bạn sau này chúng ta dạy cho học sinh ấy, chúng ta đưa ra ví dụ cho học sinh hiểu. Ví dụ như là bây giờ tôi nhiệm vụ của chúng ta là phải xúc một cái đống cát, đây là một đống cát nhé, đống cát đây, cần phải xúc và bỏ vào một cái thùng như này. Đấy. Xúc cát đây, bỏ vào cái thùng này. Bình thường chúng ta mà nó không cho chúng ta một cái tay không thôi, chúng ta phải xúc tay, chúng ta phải bốc từng cái đống cát ấy, chúng ta từng cái hốc cát chúng ta bằng tay chúng ta đưa vào cái thùng, đúng không nào? Thì đó là cách, như vậy cách làm này rất là vô cùng chậm, vì chúng ta dùng cái tay chúng ta xúc cát rất là khó luôn mà rất là lâu. Nhưng bây giờ chúng ta có một cái xẻng, đấy, chúng ta có một cái xẻng này đấy, và một cái xô như này. Đó thì chúng ta sẽ dùng cái xẻng chúng ta xúc vào cái xô, xong chúng ta bê cái xô từ đây xong này chúng ta đổ vào đây. Thì cái chúng ta dùng cái xẻng và cái xô để chúng ta hỗ trợ xúc cát thì làm cho cái việc xúc cát rất là nhanh hẳn luôn. Và nó đỡ mất công, nó cảm thấy nó giúp nhanh hơn và thuận tiện hơn, nhanh hơn. Đấy thì cái xẻng và cái xô này nó chính đóng vai trò là cái biến nhớ, là cái biến đấy, là cái biến trong lập trình, là cái biến đấy. Nó dùng để lưu trữ cát, để chúng ta chuyển từ đống cát sang đây là đống cát nhé, đống cát lưu trữ từ đống cát sang bên sang cái thùng cát này, cần kết vào đó. Thì chúng ta thấy như vậy là cái vai trò của cái xẻng, cái xô là rất quan trọng. Càng nhiều xẻng, càng nhiều xô thì việc xúc cát nó càng nhanh, thấy không nào? Chúng ta có một cái xẻng thôi, một cái xô thôi thì xúc trong bình thường chúng ta không xẻng không xô thì phải xúc trong một 5 tiếng. Có xẻng và xô thì giảm xuống là 2 tiếng. Nhưng có 2 cái xẻng và 2 cái xô thì giảm xuống là 15 phút. Có 5 cái xẻng, 5 cái xô mà 5 người làm thì giảm xuống chỉ hết cứ 10 phút là xong. Đấy, nhưng cho thấy là như vậy là có cái xẻng cái xô này giúp chúng ta là nó chính là cái nơi mà chúng ta dùng để cất giữ tạm thời những cái đống cát này, gọi là lưu trữ dữ liệu đấy, thì giúp chúng ta xếp nhanh. Tôi lấy ví dụ 2 nhé, đây là ví dụ 1, ví dụ 2 nhé.
Bây giờ cô giáo cho học sinh một cái phép tính, đúng không nào? Đấy, phép tính. Và cho học sinh một cái bút như này. Và cho là phép tính 1, phép tính 2, phép tính 3, phép tính 4 đây nhé. Thì nếu mà cho mỗi cái mảnh giấy như này thôi và cái bút thôi, học sinh sẽ không có chỗ để làm nháp. Phải tưởng tượng ra để làm thì rất là chậm, rất là lâu, đúng không nào? Nhưng bây giờ cô giáo mới cho học sinh thêm một vài tờ giấy nháp nữa, một tờ nháp, hai tờ nháp, ba tờ nháp để học sinh dùng để chúng ta ghi vào đây những cái nháp. Đấy. Thì khi có cái nháp này thì học sinh sẽ lưu trữ các dữ liệu trung gian vào đây thì cái việc tính toán nó rất là nhanh, giải bài tập rất là nhanh. Đấy, thì cái giấy nháp này đóng vai trò là dùng để lưu trữ các thông tin mà chúng ta cần 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 phải làm trong quá trình chúng ta tính tính toán. Thì cái giấy nháp này đóng vai trò chính là cái biến. Đây chỉ các cái biến đây, hay nó lại biến nhớ nó biến đó. Thì đây là những ví dụ đơn giản thôi, hàng ngày thôi, và chúng ta có thể cho rất nhiều ví dụ khác để cho học sinh, để cho các con nó hình dung được. À, như vậy là cái biến là cái gì? Biến đó là cái mà giúp chúng ta dùng để tính toán các giá trị trung gian, và nó cái lưu trữ này nó là hoàn toàn chính xác, nó giúp chúng ta trong rất nhiều công việc khác nhau. Thì đó chính là ý nghĩa của cái biến nhé. Rồi, thì mình chúng ta cùng nhau quay lại nhé. Chúng ta sẽ đợi một chút, chúng ta quay lại cái Scratch nhé, và hiểu như vậy. Trong Scratch thì giống như các mẫu lập trình khác thôi, là nó có cái khái niệm là biến, mà chúng ta sẽ định nghĩa biến, và cho dùng biến, và các thầy cô sẽ thấy là nó ý nghĩa nó như thế nào, rất là hay. Bây giờ chúng ta quay lại đây nhé. Đó, quay lại cái này nhé. Để cậu lại tôi một chút thôi. Alo. Ok, mình nhớ rồi. Ở nhà nào nhỉ? Không, nhưng mà nhà 1 hay nhà 2 nhỉ? Ở cái phòng nào? À, 1.4, ok, 1.4 nhé. Mình nhớ rồi. Thế nhé. Được rồi. Đây nhé. Thế bây giờ như này. Bây giờ chúng ta cùng nhau thử làm bài toán như này, ta lấy vụ đấy nhé. Bây giờ giả sử bây giờ đầu bài nó cho là gì? Bây giờ người ta cho một cái bài toán như sau, ta lấy ví dụ là bây giờ cho cái bài toán như sau này. Đây nhé, ta lấy ví dụ cho một cái bài tập như sau, là một cái bài toán như sau nhé. Bài toán này cần phải tính tính tổng này 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 50 chẳng hạn. Đó, cần tính cái tổng này, tôi gọi là S là bằng tổng này nhé. S thì bằng 1 cộng 2 cộng 3 cộng vân vân cộng 50. Đó. Thì cái này chúng ta, nếu chúng ta không dùng máy tính, chúng ta có thể tính bằng tay được, không sao, đúng không nào? Nhưng bây giờ cần phải làm cái này ở trên Scratch thì có làm được không? Đấy, thì bây giờ chúng ta áp dụng, chúng ta sẽ làm thử nhé. Cái bài này ở trên Scratch nhé. Thì chúng ta sẽ phải tạo ra các cái biến để chúng ta lưu trữ các cái giá trị trung gian để chúng ta tính, được chưa? Thì bài này chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ tạo ra hai cái biến. Đấy. Thì biến trong trong Scratch nó đặt tên được. Thì một biến chúng ta đặt là SC, dùng để tính tổng. Thì đây chính là cái giá trị chúng ta cần tính. Và hai là cái biến k là cái biến dùng để mà cộng đây này. Đấy, cộng là cái biến dùng để hỗ trợ tính, được chưa? Đó, thế thì chúng ta làm như sau này. Đầu tiên chúng ta bây giờ tôi cứ làm bằng tay nha. Chúng ta sẽ lên máy tính sau. Chúng ta sẽ đặt S thì chúng ta đặt bằng 0. Sau đó chúng ta đặt k bằng 0. Đây là, nhưng mà đây là cái lệnh này gọi là gì? Lệnh gì? Là gán giá trị ban đầu cho các biến. Đặt S bằng 0, k bằng 0. Sau đó chúng ta dùng lệnh lặp ở trong Scratch ấy, chúng ta có lệnh lặp. Chúng ta cần phải lặp bao nhiêu? Lặp là 50 bước. Lặp 50 bước, là 50 lần nhé. Đấy. Và lặp như vậy chúng ta làm như sau. Chúng ta cho k tăng lên một đơn vị. K, đây là chỉ lệnh đặt là k bằng k cộng 1, tăng k lên một đơn vị nhé.
và chúng ta đặt s gì bằng là s cộng k, thì đây chính là một cái lệnh rất là ở trong lập trình ấy, thì nó có cái lệnh là s bằng s cộng k, k bằng k cộng một, cái lệnh là cái lệnh rất hay sử dụng nha. Như vậy là k là một cái biến nhớ, thì cái lệnh này chính là cái lệnh mà cái ô nhớ đó được tăng tăng lên một và gắn lại chính vào cái bằng ô nhớ đó, vậy là k bằng k cộng một. Đây là một cái điều rất là đây là cái chỗ mà đối với người lập trình rất dễ dàng, nhưng mà đối với người làm chưa quen lập trình thì cảm thấy rất hơi mâu thuẫn, là mình có chuyện là k lại là bằng k cộng một, đúng là cái nếu mà chúng ta so cái này là so với so sánh với môn toán thì nó rất là vô lý. Nhưng mà đối với môn tin thì như sau, thì lấy k cộng một nhá và gán vào cái ô nhớ này, lệnh này nó gọi là lệnh gán, đặt vào cái ô nhớ này, thì cái này cũng vậy thôi, lấy s cho s là cộng với k, giá trị đó lại gán lại vào OS gì đấy, thì cái lệnh này nó sẽ giúp chúng ta như vậy là k lặp 50 lần, thì ban đầu tiên nó sẽ là k bằng 0, k bằng 1, bằng 2, bằng 3, bằng 5, bằng 50 thì dừng lại, như vậy chính là tổng, chính là s bằng cái này đó. Như vậy đây chính là cái phần chương trình gọi là viết bằng mã giải đấy, để tính cái tổng kia. Rồi bây giờ chúng ta quay lại đối với Scratch nhé. Đây thì ở trong Scratch chúng ta có cái nhóm là variable, như này nè, đây là cái nhóm lệnh liên quan đến biến nhớ. Đây thì nhóm này là nó có lệnh sau đây này, đầu tiên là cái lệnh là make variable, thêm cho tôi chuyển sang tiếng Việt cho dễ nhé. Đây là lệnh chúng ta sang tiếng Việt đi, tiếng Việt đây là cái lệnh là gì, biến nhớ đây, thì đây lệnh là tạo một cái biến và nó có là về biến nó có là 1, 2, 3, nó có 4 lệnh, cho nó có lệnh này là lệnh hai lệnh quan trọng là đặt một cái biến bằng bao nhiêu và thay đổi một cái biến một cái lượng là bao nhiêu mà bao nhiêu, thì đây là lệnh này là lệnh rất quan trọng, được chưa? Bây giờ tạo nhé, bây giờ tạo một cái này là đặt tên là s gì, đây lệnh tạo một cái biến mới, thì các thầy các bạn chú ý nhé, khi trong cái ô mà tạo biến mới này có hai lựa chọn, một là cho tất cả nhân vật và hai là chỉ cho nhân vật này, thấy không nào? Thì đây là cái biến nhớ ở mặc định là biến nhớ nó thuộc loại là cho tất cả các nhân vật, thì biến này người ta gọi là biến tổng thể, còn cái biến này bấm vào đây thì đây là cái gọi là biến riêng của từng nhân vật một. Như vậy là ở trong Scratch thì biến có hai loại, là biến chung cho toàn bộ tất cả, biến chung cho toàn bộ chương trình, và hai là biến riêng cho từng nhân vật đó. Thì bây giờ tôi ghi đây và cho nhớ nhé. Như vậy ở trong Scratch ấy, thì biến như sau, về biến thì khi tạo cái biến ấy thì chúng ta có hai loại, một loại là biến chung là như sau, biến chung là cái biến mà tất cả nhân vật đều nhìn thấy nó và đều có thể thay đổi, chỉnh sửa và gán. Còn loại thứ hai là biến riêng của nhân vật. Đấy, thì là chỉ nhân vật đó được sử dụng thôi, còn nhân vật khác là không dùng được. Thì hiện nay trong cái chương trình của chúng ta ở mức độ sơ cấp ấy, thì cái biến riêng của chúng ta là chưa học đến. Thì sau này khi hết lớp cơ bản thì tôi sẽ mở cái lớp tiếp theo là lớp nâng cao, thì phần đó sẽ các bạn sẽ được học cái biến là biến riêng, còn hiện nay chỉ học biến chung thôi. Thì biến chung này có thể trong ngữ lập trình người ta gọi đây là biến tổng thể. Đây là biến tổng thể. Trong đây cái từ trong cái lập trình đấy nó là biến tổng thể nhé. Còn cái biến riêng này thì trong lập trình có một khái niệm nó là biến địa phương. Tuy nhiên cái biến địa phương của Scratch nó hơi khác một chút so với biến địa phương đối với ngữ lập trình như là Pascal hay là Python hay là C, nó khác một chút, nhưng mà chúng ta có hiểu nôm na là như vậy cũng được. Đấy, thì như vậy chúng ta tạm thời là chúng ta chưa học đến cái phần này nhé, chưa học đến phần này là chúng ta chỉ học biến chung thôi, biến tổng thể thôi, tức là cái biến mà gì mà tất cả các nhân vật đều nhìn thấy nó và đều có thể sử dụng nó. Như vậy chúng ta tạo ra cái xô này, cái tờ giấy này hay là cái xẻng là tất cả đều dùng được, không phải của riêng ai cả, thì đó nó là biến chung. Còn biến riêng chúng ta sẽ học sau. Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay lại cái bài toán của chúng ta nhé. Đây
thì tôi đặt tên là biến. Tên biến ở trong ở trong Scratch thì tên biến là nó phân biệt chữ hoa chữ thường, và thật ra ở trong Scratch là cái ngôn ngữ mà nó làm nó được gọi được được gọi là gì quốc tế hóa, cho chúng ta gõ tên biến thế nào cũng được, gõ tên Việt cũng được, tên Việt cũng được. Nhưng mà theo tôi thì chúng ta dạy cho các học sinh ấy thì không nên đặt tên quá tiếng Việt thì nó không hay lắm. Vì sao? Vì vẫn khi các con mà học sang sau này học sang cái lập trình Python hay lập trình C thì chúng ta thấy là tên biến nó rất là chặt chẽ, cho nên là nên đặt tên cho nó gợi nhớ, và không nên đặt có nhiều tiếng Việt ở đấy quá. Đấy thì đấy, cứ đặt tên như tùy nhé. Nên là tên biến là ngắn gọn mà có ý nghĩa. Rồi chúng ta bấm là OK. Như vậy là tạo xong cái biến là biến S gì đây nhé. Mình chúng ta tạo cái biến thứ hai là biến đặt tên là K, vẫn là biến biến chung nhé. Rồi nhưng mà chúng ta có hai biến nhé. Thì đây các bạn thấy nó có nút đây không, thì mặc định khi tạo ra thì nó hiện ra ở đây này, đây này. Biến K này, biến S thì biến K này. Đấy, thì nút là bấm lên để chút này tích đây là biểu tất để ẩn hiện này, ẩn hiện thấy không nào, ẩn hiện cái biến K đây, ẩn hiện S gì. Ngoài ra còn hai cái đây là cái lệnh là dùng để hiện biến K, đây là ẩn để ẩn biến K. Như vậy cái việc là ẩn hiện là có thể dùng cái tích ở trên màn hình, ở trên cái lập trình, hoặc là dùng lệnh cũng được. Đấy thì nhé. Nhưng mà hai lệnh này nó quan trọng. Đây là hai lệnh rất là quan trọng. Ở đây chúng ta có thể bấm đây là chọn cái biến nhé. Nói thêm một chút là khi mà chúng ta vào cái chỗ này thì mặc định máy nó tạo ra một cái biến có tên là my variable. Cái biến này là thật ra là ít dùng đến lắm. Chúng ta có thể xóa đi. Bấm chuột phải đây và bấm xóa, xóa, xóa biến, không dùng đến nữa. Cho đỡ khỏi thừa ra. Đó. Và chúng ta không cần thiết là cho nó hiện ra, tắt đi. Đấy. Thì lệnh đặt này chính là lệnh gán giá trị. Đấy. Như vậy đặt K bằng thành không, tức là gán không vào K, thì cái lệnh này nó tương đương với lệnh là K bằng không ở trong các ngữ lập trình khác, tương đương trong Python hoặc trong Pascal. Cái lệnh này này thay đổi K một lượng bằng, tức là chính lệnh là K bằng K cộng trừ cái này. Nếu đây là số dương thì là cộng, số âm thì là trừ. Có thể không nào? Nhưng đây là hai lệnh quan trọng nhất luôn. Nhớ lại nhé, lệnh này là lệnh gán. Đây là lệnh là thay đổi, tức là thay đổi giá trị của một cái biến. Như vậy là ở trong Python, ở trong Scratch nó có hai lệnh quan trọng nhất. Một là lệnh gán ví dụ như là S bằng 0 đấy, hay là K bằng 0 là lệnh là gán cái số đó, gán giá trị cho vào cái biến S gì đó đấy, được chưa. Và hai là lệnh thay đổi giá trị, tức là S thì bằng S cộng V, V là giá trị nào đó, thì nếu V là dương thì nó là cộng, V là âm thì nó trừ, hay là K bằng K cộng cái gì đó, cộng cái Y gì đó. Thì đây là lệnh thay đổi giá trị. Như vậy ở trong nó chỉ có hai lệnh thôi, không có lệnh nào khác. Thì lệnh hai lệnh này tương đương với lệnh sau đây, là lệnh là đặt K thành hay là thay đổi K một lượng là như này. Còn nếu chúng ta dùng tiếng Anh thì nó thành là hai lệnh này, dùng tiếng Anh nhé thì nó ra lệnh này. Tiếng Anh đâu rồi, tiếng Anh đây. Thì đây là lệnh là set K to đấy nhé, và đây là change K by đấy. Cái này thì các bạn thích dùng từ nào tiếng nhé, tùy chúng ta nhé. Được rồi, thế bây giờ tôi sẽ làm cái bài này. Bây giờ cái bài chúng ta là tính một tổng từ 1 cho đến 50 nhé. Và tính xong con mèo sẽ là cái người thông báo kết quả trên màn hình. Thì làm như nào? Làm như sau. Chúng ta sẽ làm theo đúng cái làm này. Đây. Đây. Đúng cái này đây. Đầu tiên là gán S bằng 0, gán K bằng 0. Và lặp 50 lần. Và mỗi lần như vậy thì cho K bằng K cộng 1 và S bằng S cộng K. Thì sau cái lệnh này thì S nó chính là từ 1, chính S thì là 1 cộng 2 cộng 3 cộng 50. Đây, chúng ta làm thử nhé. Đây. Chúng ta làm như sau này. Chúng ta tạo hai biến S và K đây. À, đầu tiên này mình tôi đặt như này, tôi đặt đây, ban đầu đây nhé, và đặt này vào này nhé.
Đầu tiên là đặt là set sc bằng 0. Đấy. Xong tiếp theo là set k bằng 0. Được chưa? Sau đó chúng ta vào lệnh lặp repeat. Đấy, lặp là 50 lần. Thì một lần như vậy, chúng ta sẽ tăng k lên một đơn vị, chúng ta dùng lệnh trên k by 1. Đây chỉ lệnh, đây chỉ tăng k lên một đơn vị. Và đặt lệnh tiếp theo là thay đổi s bằng s cộng k, chúng ta dùng lệnh là đây, chúng ta dùng cái lệnh vào đây. Chúng ta dùng lệnh là trên s thay s bằng s cộng k, tức là trên s by k. Thì chỗ này là 1 nhé. Muốn là k, chúng ta sẽ phải kéo k là xuống à, chúng ta chú ý nhé, kéo k là xuống và đưa nó vào đây. Thì đây chính là lệnh là trên k by trên s by k, chính là lệnh là s bằng s cộng k, chúng ta đưa vào đây. Đó. Vậy là sau lệnh lặp này này, sau lệnh lặp này thì là s thì nó chính là bằng tổng từ 1 đến 50. Và sau lệnh này thì s sẽ chính là đáp số cần tìm. Và bây giờ chúng ta chỉ cần cho con mèo nó nói này. Mèo nó dùng cái lệnh nói như bình thường này, nói. Nhưng mà nói cái gì? Nói là sc. Chúng ta chỉ cần kéo sc này vào thôi. Kéo sc này vào là xong. Đó. Thì đây là đoạn chương trình rất là ngắn thôi, nhưng mà dùng để tính cái tổng từ 1 đến 50. Các thầy cô thấy quả thế không nào? Tôi bấm chạy thử nhé. Đây nó ra cái này này. Đây nó ra cái này này. Thấy không nào? Và bài này có thể là tổng quát hơn, có thể là từ tổng cho đến số bất kỳ, nhưng mà tổng 150 nhé. Đó. Thì đây là bài đầu tiên của ngày hôm nay nhé. Cái bài đơn giản thôi nhưng mà nó rất là hay. Bây giờ chúng ta ghi cái này lại. Chúng ta ghi ra. Đấy, hôm nay là bài 4, bài 1 là tính tổng. Tính tổng từ 1 đến 50. Đến 50. Đấy. Đây là cái bài đầu tiên. Biến nếu chúng ta tính muốn tính tổng từ 1 đến 100 thì làm như nào? Thì chúng ta sửa đến 100 thôi. Thì nó ra là tổng từ 100. Thấy không nào? Đấy. Nó rất là hay. Bây giờ chúng ta đến từ 100 ta chạy thử nhé. Nó ra là cái này. Đó. Bây giờ chúng ta làm thử tiếp một bài nữa nhé. Bây giờ làm với bài này. Bây giờ bài này chúng ta làm như sau này. Đây. Bây giờ chúng ta làm cái bài khác như sau. Bây giờ sc không phải là tính tổng từ 1 mà là sc chạy từ 5 chẳng hạn, 5 cộng 6 cộng 7 cộng không biết bao nhiêu và tổng liên tục, tổng là 200 số như vậy. Bắt đầu là 5 và liên tục cho đến cái số nào mà không biết nhưng mà là đúng 200 số thì có làm được không? Đấy thì tổng bài này là gì? Tính tổng 200 số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 5, có làm được không? Nó làm được. Ta làm tương tự bài trên. Thì bài này chúng ta làm như sau này. Bài này chính là cái bài làm sao? Chúng ta đặt k bằng 5, đúng không nào? S bằng 0 và lặp 200 lần. Đấy, lặp 200 lần. Và sau đó chúng ta viết là S bằng S cộng k, mà sau đó là tăng k lên một đơn vị. Đấy, thì đây chính là cái đoạn chương trình. Đoạn chương trình bằng mã giả thôi để hiểu thôi. Lặp là 200 lần. Đấy. Bài này tôi viết lại nhé. Bài này là như vậy. Bài này là tính tổng 200 số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 5. Làm như nào? Thì chúng ta sửa cái này một tí là xong thôi. Chúng ta đặt S bằng 0 này. Đặt K bằng 5. Bằng 5 nhé. Và lặp là 200 lần. Rồi. Trong khi lặp đó thì chúng ta không phải chúng ta trên k sao, chúng ta đổi lên trước, chúng ta trên k trên s by k và trên k by 1. Như vậy là lệnh trên chính là s và s cộng k, lệnh dưới là k và k cộng 1. Thì này chính là cái lệnh mà đáp số của chúng ta. Bấm vào đây thì nó chính là cái lệnh này. Đây là bài số 2 nhé. Bài số 2 tôi vừa làm là cái bài là tính tổng 200 số bắt đầu từ 5, 200 số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 5. Đấy, thế là bài số 2 nhé. Bài số 2 là bài là tính tổng 200 số tự nhiên bắt đầu từ 5. Rất đơn giản đúng không nào? Đấy. Thấy không?
Rồi thế bây giờ chúng ta ấy chúng ta cho thấy là dùng các cái biến này là nó là rất rất là tốt để chúng ta dùng để tính toán nhé, để trước mắt là chúng ta dùng để tính toán những cái bài toán đơn giản như thế này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp một cái bài khác như sau. Bây giờ như này nhé, đây bây giờ chúng ta new cái bài mới đi và chúng ta làm một cái bài bài tập nữa để chúng ta thấy là nó có thể dùng cái này nhé. Tôi lấy ví dụ nhé, cái bài vừa rồi các bạn ở trên lớp, các bạn ở trên nhóm, các một số bạn cứ gửi cứ hỏi lên cái bài đó, tất cả cái bài các bạn hỏi trên nhóm nó đều rất dễ dàng. Nên chúng ta biết được cái khái niệm về biến dòng thì mọi thứ nó rất là dễ dàng, không có gì là khó cả. Bây giờ tôi sẽ làm tiếp một hai bài nữa thôi nhé, ở cho mức độ thành đơn giản nhé. Tôi lấy ví dụ như này, bây giờ đây bây giờ chúng ta làm bài số 3. Bài số 3 là như sau. Giờ chúng ta làm bài tập 3. Làm bài mẫu 3. Bài tập 3 là như sau nhé. Là bây giờ là cho trước số tự nhiên N. Bây cần tính tổng. Tính tổng S thì bằng 1 cộng 2 cộng N. Đấy. Làm được không? Thế bài này là tính tổng N là chi biết được là số cho trước. Cho trước coi nhập trước vào máy tính đi và tính tổng. Đấy. Thì bài này chúng ta làm như sau. Bài này chúng ta phải cần thêm chúng ta phải cần là ba cái biến cơ. Chúng ta cần ba cái biến. Cần ba cái biến. Chúng ta chú ý nhé. Chúng ta cần những ba cái biến cơ, chứ không phải là cần ba biến. Một là biến N là cái biến dùng để nhập dữ liệu ban đầu, gắn giá trị là ban đầu. Hai là biến S, biến dùng để tính tổng. Và biến thứ ba là biến K, gọi là biến là cái biến chạy. Được không nào? Thì làm như sau. Thì biểu tôi mô tả cái bài này như sau nhé. Tôi nhập hay là gán N trước đi. Đấy. Sau chúng ta sẽ sau chúng ta gán S thì bằng 0, chúng ta gán K bằng 0 là các cái số ban đầu. Bằng 0 hay bằng 1 cũng được nhé. K bằng 0 đi. Sau chúng ta lặp là N lần. Đấy, lặp N lần. Như vậy có cái lệnh lặp chúng ta thoải mái N lần. Và một lần như vậy chúng ta làm như sao? Chúng ta tăng K lên 1 đơn vị. K bằng K cộng 1 thì tính tổng từ 1 mà. Và sau là S bằng S cộng K. Đấy. Và cùng này là in ra hay là thông báo K. Thông báo SC. Thì đây chính là cái đoạn mã chương trình dùng để tính cái đồ bài của cái bài số 3 này. Như vậy là bài này có 3 biến, biến N, biến S và biến K. N là chỉ giá trị ban đầu nhập vào nhé. Nhập vào, sau đó làm đặt S bằng 0, đặt K bằng 0 và lặp N lần. Và như vậy là K bằng K cộng 1, S bằng S cộng K. Đấy. Thế không nào? Nó rất là đơn giản. Đấy nhé. Đây. Bây giờ chúng ta quay lại làm bài nói nhé. Đây bây giờ tôi đặt đầu tiên đặt ba cái biến, một là N là biến đầu tiên này, N này. Sau đó là đặt cái biến số 2 là biến là SC này. SC. Sau đó đặt biến số 3 là biến K, biến K. Đấy. Và cái biến này tôi không cần tôi ẩn đi, không cần. Rồi. Bắt đầu chương trình nhá. Đây. Đầu tiên tôi gắn N trước này, tôi set này, dùng lệnh set là đặt N trước này. N đặt bất kỳ. Đặt N bằng ví dụ là N bằng 1200 chẳng hạn, tùy tôi bất kỳ nhé. Hiện chúng ta chưa học được cái lệnh là hiện nay chưa học lệnh là nhập N từ bàn phím, chưa học đến bài sau mới học, cho nên chúng ta cứ nhập trực tiếp từ màn hình cũng được nhé. Sau đó này, chúng ta đặt K đặt S thì bằng 0. Đấy, S thì bằng 0. Nhá. Sau đặt K bằng 0. Đặt K bằng 0. Được chưa? Đấy như vậy bắt đầu nhé. Sau đó chúng ta lặp. Đây. Chúng lại lặp để repeat đây nhé. Lặp bao nhiêu là lặp N lần, chúng ta phải kéo cái N này vào trong cái ô lặp này. Đấy như vậy rất là hay. Ở trong Scratch nó cho phép là như vậy, rất thuận tiện nhé. Kéo N này vào này. Rồi.
Sau đó chúng ta gì? Vì ca từ 0 chúng ta phải tăng ca lên 1 trước, chúng ta trên ca by 1 đây, trên ca by 1. Sau đó tiếp theo là trên S by K, trên S by K. Chúng ta kéo lên ca này vào. Đấy. Được chưa? Và cuối cùng là chúng ta dùng lệnh này để chúng ta in ra, chúng ta thông báo ra màn hình, thông báo kết quả là SC nhé. Đấy, để SC vào. Đấy. Bấm lên chạy này. Đấy, đây chính là tổng các số từ 1 cho đến là 1200. Mình có thể qua các bạn thấy không? Rất là nhanh. Như vậy là dùng Scratch chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể làm cái phép tính đơn giản, cái bài toán đơn giản tôi vừa mới làm đấy, sử dụng biến nhớ. Cái bài này mà không dùng biến nhớ thì không thể làm được. Biến nhớ đóng vai trò là rất quan trọng. Được rồi, thế bây giờ tôi lại ghi cái bài này nhé. Bài này là cái bài số 3. Bài số 3 là tính tổng các số từ 1 đến n. Đấy. Được chưa? Rồi thôi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang làm cái bài tập phức tạp hơn nhé. Đấy. Thế nhưng mà phức tạp hơn này là những cái bài này là bài hầu như không phải tính toán gì cả, chỉ là phép gán, là phép thay đổi giá trị của một cái biến thôi. Còn rất nhiều bài tập là cần phải tính toán phép cộng trừ nhân chia với cái biến số. Thế làm thế nào? Anh thì rất hay là ở trong Scratch nó có hẳn một cái nhóm là nhóm là operator. Cái nhóm này là nhóm giúp chúng ta tạo ra các cái biểu thức toán học. Rất là hay. Đây. Thì trước mắt chúng ta thấy có 1 2 3 4 cái này. 4 lệnh này là đủ để chúng ta tạo ra tất cả các cái biểu thức toán học nhé. Đây. Đây là phép cộng này, phép trừ này, phép nhân này, phép chia. Đây là các cái lệnh mà thực chất ra tức là những cái hàm. Với đầu vào là đầu vào là có hai ô, đây là a và b, là x y, đây x cộng y, thì cái bản thân nó là ra là kết quả, nó ra một cái hàm tổng của hai số. Tôi lấy ví dụ nhé, tôi để là 4 này, ở đây là 6 này, nhánh nó vào này nó ra là 10, thấy không nào? Như vậy là bản chất đây nó làm cái bản chất nó chính là một cái hàm tổng của hai số. Đây là hiệu hai số này, đây là nhân phép nhân hai số, đây phép chia hai số. Thì chúng ta sử dụng 4 cái lệnh này, chúng ta ghép nối vào để tạo ra một cái biểu thức toán học. Đấy, thì các bạn chú ý nhé, thì với 4 lệnh này là đủ chúng ta làm được tất cả các phép tính số học như bình thường. Mình chúng ta cùng nhau làm thử một cái bài nhé. Đây. Bây giờ cái bài như sau. Cái bài như vẫn là cái bài này, tôi sửa thêm một chút thôi. Bây giờ cái bài của chúng ta là như sau. Cái bài là bài số 4 đi nhé, bài 4 nhé. Chúng ta sửa lại là cho trước n, mình cần thấy s là như sau. S bằng như sau là 1 bình phương cộng 2 bình phương cộng 3 bình phương cộng n bình phương. Đấy. Thấy không nào? Thì bài này là bài chúng ta phải tính cái bình phương, nó khó hơn một chút. Thì bản chất nó như sau. Chúng ta vẫn là gì? Chúng ta vẫn là nhập n, đúng không? Chúng ta đặt s bằng 0, đặt k bằng 0 như bình thường. Sau đó chúng ta chú ý như sau. Đây. Nên chúng ta chú ý như sau là chúng ta có một cái lặp n lần. Được chưa? Một lần lặp như vậy chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta tăng k lên một đơn vị vẫn giống như là cũ. Mà với s là khác. S thì không phải s cộng k mà s cộng với k nhân với k thay k bình phương. Thì k bình phương này chính là trong chương trình chúng ta chính là k nhân với k, chính là cái phép toán phép nhân đây, hai số đây. Đấy. Như vậy là không phải là s bằng s cộng k mà s bằng s cộng với k bình phương. Các bạn thấy không nào? Đấy. Và sau đó chúng ta sẽ thông báo SC. Thông báo SC. Thì đây là cái bài số 4 nhé. Bây giờ tôi sửa ngay trên màn hình thôi. Vì nó giống như bài trước, không khác gì cả. Chỉ khác tất cả giống như bài trước. Đúng như bài này này. Đấy, chỉ khác là chỗ là chúng ta thay đổi chỗ này, không phải s bằng s cộng k mà s bằng s cộng k bình phương, chỉ sửa chỗ này thôi. Mà k bình phương chính là cái này. Đấy, đây là cái phép toán nhân hai số thôi, nó rất là dễ. Chúng ta sửa này. Bài này nhé. N vẫn là như thế này, s vẫn là vẫn nguyên như thế này, k bằng như thế này, lặp n lần vẫn là trên k by 1,
Nhưng mà chỗ này khác này, trên S không phải by K. Đấy, mà là gì? Mà là by K bình phương. K bình phương chính là cái này. Chúng ta lấy phép nhân này, nhân này, chính là K nhân K. Chúng ta bỏ đây là K và kéo K ra. Các bạn chú ý là các bạn hoặc kéo ra, hoặc chúng ta có thể bấm vào đây nhé, K đây nhé, chúng ta bấm chuột phải, nó có cái lệnh là duplicate, tức là nhân 2 đấy. Đấy, thấy không nào? Đấy, thì như vậy là thấy K nhân K, thấy không nào? Đỡ phải kéo ra đây. Có nút đây chúng ta có thể bấm chuột phải ra luôn lệnh này là nhân 2 lên đấy. Đó là duplicate, tức là tạo ra biến hình như vậy nữa. Đấy, chuyện mà chúng ta đây là biểu thức nhé, K nhân K chúng ta đưa vào đây. Thì như vậy là trên S by K nhân K. Đấy, như vậy là trên S by K bình phương. Đây chính là cái bài toán là tính tổng bình phương từ 1 cho đến N bình phương. Đấy. Nhân thử nhé, đây này. Đấy. Đây chính là giá trị là 1 bình phương cộng 2 bình phương cộng cộng N bình phương. N là 1200. Đấy. Thấy không nào? Vậy chúng ta làm rất là nhanh. Như vậy chúng ta chú ý là ở trong cái nhóm operator nó có một cái nhóm rất quan trọng, một cái nhóm là có phép toán cộng trừ nhân chia. Thì bốn phép toán này là đủ chúng ta thực hiện cho bất cứ một cái phép toán nào. Thì phần này tôi sẽ có một tờ về nhà cho các bạn là thực hành rất nhiều đến cái đó. Bây giờ chúng ta sẽ lưu cái này lại thành cái bài số. Nên đây là bài số 4, bài số 4 là tính tổng bình phương. Tổng bình phương nhé. Các số từ 1 đến N. Thì như vậy chúng ta thấy, bây chúng ta sửa lại là tính tổng các số lập phương chúng ta làm tương tự, hay là tổng khác chúng ta làm được hết tất cả các loại, đúng không? Hoặc là như thế này. Ví dụ tôi cho một tập về nhà các bạn làm như này. Ví dụ là cho chức N vào tính tổng này. Tôi lấy ví dụ thôi. Tính tổng ví dụ như là 1 mũ 3 cộng 2 mũ 3 cộng N mũ 3. Đấy, thì làm được ngay đúng không nào? Hay là tổng như sau. Tổng có dạng là 1 cộng 1 phần 2 cộng 1 phần 3 cộng 1 phần N. Làm được không? Làm được. Chẳng qua đây là phép chia thôi. Đúng không nào? Hay là tổng dạng này. Hay là tổng cái dạng là như sau. Là đây. Là ví dụ như là 1 nhân với 2 chia 3 cộng với 2 nhân với 3 chia 4 cộng vân vân. Cuối cùng là 1 phần 2 cộng chấm chấm cộng cùng là n trừ 2 nhân với n trừ 1 tất cả chia cho n. Đấy. Tổng dạng như vậy. Thì tất cả các bài này chúng ta hoàn toàn có thể làm được theo cái cách mà tôi vừa nói đấy. Các bạn có thấy không nào? Như vậy là dùng cái biến để chúng ta xử lý nhé. Nhưng mà tuy vậy những cái bài mà chúng ta đang làm đây đều là những cái bài ở cái dạng là đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một chút cái bài khó hơn một chút thì như thế nào. Đây, để chúng ta cùng nhau xử lý thêm một chút nhé. Đây là những bài đơn giản. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau xử lý một chút, nó sẽ khó hơn. Nó sẽ khó hơn nhé. Là như thế này. Bây giờ chúng ta quay lại cái phần này. Ở trong cái phần này nhé, thì đây là phép cộng trừ nhân chia, là cái phép mà phép tính toán với các số là số thực, số nguyên, bất cứ cái gì. Nhưng mà ở trong này nó có một phép toán rất quan trọng dùng để tính toán với số nguyên. Đây, chúng ta chú ý nhé, sự kéo đây nhé. Đấy, thì nó có hai cái phép toán, thực ra là một thôi. Đây này, cái phép này này là cái phép để tính số dư nhé, để tính số dư là số A là dư, phép dư chia cho B. Đấy, được chưa? Ngoài ra còn có cái lệnh này nữa, lệnh này là cái phép làm tròn số. Nếu nó là số thực thì làm tròn số nó là số nguyên. Ví dụ nhé, tôi biết đây là 1.9, chúng ta bấm đây nó sẽ ra là đây là 2, làm tròn lên hoặc làm tròn xuống, đúng không? Còn đây nhé, ở đây là với đây là 9 và chia cho 2, lấy số dư của nó sẽ là 1.
Đó. Hay là ta lấy ở đây là mà 9 nhưng mà ta chia cho 5 thì số dư của nó sẽ là 4. Làm tròn cho chúng ta không dùng đến làm tròn, hơi khó một chút nhá. Để lại đây bị cái này thôi. Đây là cái mà giúp chúng ta tính số dư, mà cũng là cái mà giúp chúng ta gì? Giúp chúng ta xử lý với số nguyên nhé. Được chưa? Số nguyên nhá. Thì bây giờ như này, bây giờ bài như sau nhé, bây giờ bài tập như sau này. Bài tập là cho trước số n, cho trước hai số, cho trước số n và số k nhé. Cần tính như sau, cần tính như sau này, cần tính này, bây giờ cần đề bài này cần tính này. Cái tính một là cái số dư của phép chia n cho k. Thì cái số này chính là trong toán học chúng ta hay viết là n1k. N1k. Đấy. Ở trong C và trong Python thì nó dùng cái từ là n% k như này. Đấy, còn trong Pascal thì nó là mốt. Ở đây người ta cũng dùng mốt nhé. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là lấy phép chia nguyên thì làm thế nào? Đấy, phép chia nguyên là dùng cái gì? Là dùng cái làm ký hiệu là n dip dip k. Deep deep k là cái phép chia nguyên. Đấy, thì phép chia nguyên thì như thế nào? Phép chia nguyên thì để tôi lấy ví dụ nhé. Phép chia nguyên ở trong Python thì nó là chỉ lấy n thế này này. Đấy, nk như này là phép chia nguyên. Phép chia nguyên là cái gì? Ví dụ như là n bằng bằng 9, k bằng 4 nhé. Thì số dư chính là 1, chính là 9 1 4 bằng 1. Còn phép chia nguyên thì làm thế nào? Làm như sau, chúng ta lấy 9, chúng ta trừ đi cái số dư sau chúng ta chia cho 4 thì nó ra là cái phép chia nguyên. Đấy. Là phép chia cho 4 nhé. Đấy. Tức là cái phép chia nguyên là trong ở trong cái phép deep này, thì lệ cái lệnh deep này là ở trong trong Scratch cũng có, thì chúng ta như sau, ở trong Scratch thì cái phép chia nguyên tính như sau, phép chia nguyên là n deep k tính theo công thức sau, tính theo công thức sau. Chú ý nhá. Tính như sau này, chúng ta trừ đi là n1k, là trừ đi cái số dư đó. Xong chúng ta lấy cả hai cái này chúng ta chia cho k. Thì đây chính là cái phép chia nguyên đấy. Nói khó một tí nhá. Ta lấy n mà là sau khi n mà trừ cái số dư thì cái hiệu này nó chính là chia cho k, chính cho k thì nó chính là bằng cái bằng bằng nó là thương nguyên. Cái bài này là hay có trong thực tế nhất cho học sinh tiểu học, như thế ví dụ nhé, ví dụ như này này, cái bài này là có ở trong trong giáo khoa tiểu học đấy. Nhìn lấy ví dụ nhé, cái bài này hay có này, ví dụ như là lớp em này, ví dụ bài toán cụ thể như này nhé, bài toán này ví dụ như là lớp em có n học sinh bây giờ cần mua bàn mà mỗi bàn cho phép ngồi
là không quá cao học sinh. Thực tế là học sinh một cái bàn chỉ là ví dụ một bàn chỉ ngồi được 3 người hoặc là 4 người thôi nhé. Thế bây giờ đầu bài cần hỏi gì? Đầu bài cần hỏi là cần phải mua tối thiểu là bao nhiêu bàn? Cần mua bao nhiêu bàn? Đấy. Đây là cái bài rất là học sinh tiểu học là rất 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 hay làm, đúng không nào? Cần cần mua tối thiểu là bao nhiêu bàn? Đó. Đấy, thì cái đáp số là như sau. Cái đáp số của nó là như này. Đáp số là như sau. Nếu mà n chia cho k ấy thì nó chính là bằng n chia k, còn còn n mà không chia cho k thì nó sẽ là n phép chia thương nguyên cho k và cộng 1. Đấy, đáp số nhé. Đáp số là như sau này. Đáp số là nếu n chia hết cho k thì đáp số chính là n chia cho k. Đấy. Còn ngược lại là nếu n mà không chia cho k, không chia hết cho k thì nó chính là gì? Nó chính là lấy cái phần dương này, lấy cái phần thương này, lấy cái phần xin lỗi, lấy là chúng ta lấy là n div k mà sau đó cộng 1 vào nữa là xong. Đấy. Đây là chính là cái đáp số, được chưa? Đó. Vậy là các bạn có thấy khó không? Cái bài này mà nó làm ở trong ngôn ngữ lập trình bậc cao khác như là Pascal hay là Python rất là dễ, nhưng mà đối với Scratch thì khó một chút, vì Scratch nó không có cái lệnh deep kia. Cho nên là nó hơi chúng ta phải làm mẹo một chút. Đây chính là cái lệnh mà lệnh deep đây là cái phép thương nguyên, nó là cái này. Đó, chúng ta chú ý nhé. Chứ nó hơi khó một chút thì cái này là cái mà chúng ta cần phải chú ý thôi. Chứ cái bài này là cái bài mà nếu mà cho học sinh tiểu học làm trên Scratch thì nó cũng hơi khó một chút. Đấy, thấy không nào? Ví dụ chúng ta có 9 cái bàn, em có 9 học sinh, mỗi bàn là chỉ có được phép là học là 4 học sinh thôi, thì phải mua là 3 cái bàn, vì là 9 lấy phép thương 9 chữ 4 là 2, phải cộng thêm 1 nữa là 3. Còn lớp có 8 người mà có 4 mỗi bàn là 4 học sinh thì được, thì chỉ mua 2 bàn là đủ. Nhưng có 9 người thì phải mua những 3 bàn. Có 10 người vẫn mua 3 bàn. Đúng không nào? 11 mua 3, 12 người vẫn mua 3. Có 13 người thì phải mua 4 cái bàn. Cứ như vậy chúng ta tăng lên. Được rồi, thế bây giờ chúng ta quay lại cái bài này, chúng ta làm thử bài này nhé. Bây giờ bài này thì nó có thêm một điều kiện là gì, là phải kiểm tra xem là n chia cho k hay không. Đấy, thì nó có một cái lệnh nữa ở trong cái này. Đây. Lệnh kiểm tra đây. Thì đây là một cái lệnh rất quan trọng, là một cái lệnh kiểm tra xem là cái a nó bằng cái b hay không. Và nó trả về là đúng và sai, và dùng lệnh if để chúng ta kiểm tra. Thì cái biểu thức này này, thực ra nó là biểu thức logic mà chúng ta sẽ học sau cái này. Là buổi sau chúng ta mới học, hôm nay nó trước thôi. Chúng ta làm thử bài này nhé. Thì với cái lệnh này này, với cái biểu, còn chúng ta nhớ chú ý nhé, ở đây này, ở chỗ này là cái biểu thức toán học cộng trừ nhân chia, còn đây là cái biểu thức số học liên quan đến logic là lớn hơn, nhỏ hơn và bằng. Cụ thể đây là bằng. Thì cái bằng này là nó chỉ đúng và sai, là các chị của nó là đúng và sai, và như vậy chúng ta được phép dùng với cái lệnh gì? Được phép dùng cái lệnh if. Đây, if. Được chưa? Rồi bây giờ tôi làm thử bài này nhé. Đây. Bây giờ tôi new. Bài này như sau. Bài này là bài là cho chức N và K. Tức là giả sử lớp em là có N người và cần phải mua bàn, và mỗi bàn là maximum là có K học sinh. Bây giờ nhà trường phải mua là tối thiểu là bao nhiêu cái bàn. Nhé. Rồi chúng ta cùng nhau làm thử nhé. Vẫn là cái bài này thôi nhé.
Được rồi. Thế bài này chúng ta làm sao này? Chúng ta sẽ tạo ra các biến nhớ. Chúng ta tạo ra biến là biến biến n và biến k. Nhưng mà trong quá trình tính toán, có lẽ tôi phải làm thêm một cái biến nữa để chúng ta tính toán. Tôi tạo thêm cái biến nhớ dùng để tính cái số dư nhé. Rồi chúng ta sau đó dùng số dư đó chúng ta sẽ làm. Đây, chúng ta tạo cái biến đầu tiên là biến n là tổng số học sinh ở trong lớp. Thỉnh thoảng nó lại cái phần mềm này nó thỉnh thoảng cái phần nhập dữ liệu nó bị lỗi. Đây n. Rồi tiếp theo chúng ta nhập số k là cái số chỉ ra là cái số học sinh lớn nhất mà được ngồi trên một cái bàn. Đấy. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ cần tạo một cái biến nữa để mô tả cái số dư. Tôi ký hiệu của nó là d đi, là số dư. Số dư này để tính là xem là n là tính xem là k có chết cho n chết cho k hay không. Được chưa? Bây giờ tôi làm thử nhé. Bây giờ làm như sau này, tôi làm đây. Này, tôi giả sử đặt này. Tôi đặt là n đây, tôi đặt bằng 9 nhé, đặt bằng 9, 9 cái bàn này. Tiếp theo là đặt k số lượng học sinh. K là đặt bằng 4, như vậy là mỗi cái bàn được ngồi maximum là 4 học sinh. Số lượng học sinh lớp chúng ta là 9 người nhé. Rồi, tiếp theo bây giờ tôi sẽ tính cái d là cái số dư. Số dư của phép chia 9 n chia cho k thì các bạn thấy trong cái phần operator nó có cái chính là cái lệnh này. Chúng ta vừa biết lệnh này. Đây lệnh này, lệnh 1 này. Lệnh 1 này chính là cái lệnh này chính là dùng để tính số dư của n của a chia b. Cụ thể ở đây ta kéo n sang, đây là n nhé. Ở đây là kéo là k sang. Đây là phép số dư của n chia cho k, chúng ta đưa vào đây, gắn nó vào với là d. Được chưa? Rồi, thì bây giờ chúng ta nhớ lại chúng ta là như sau. Nếu n chia cho k tức là d bằng 0 thì đáp số đó chính là n chia k. Còn ngược lại nếu n không chia cho k thì nó là cái này. Đấy. Cái này chính là n trừ đi n1k chia cho k. Được chưa? Rồi chúng ta làm thử bài này. Đây chúng ta kiểm tra. Chúng ta dùng lệnh if. Được chưa? Đây if mà đây là if dạng đơn giản là chỉ có if và then thôi. Còn đây là if, then và else là ngược lại là nếu như thế này thì nếu không thì. Đấy, chúng ta cũng dùng ngay cái này nữa. Chúng ta làm mạnh hơn nữa nhé. Đó. Chúng ta tính luôn kết quả ra và chúng ta đưa ra cho mèo thông báo luôn nhé. Bây giờ nếu gì? Nếu chúng ta dùng lệnh này, chúng ta dùng cái phép so sánh này là bằng. Đây, bằng. Nhé. Tức là nếu là một là nếu mà d mà bằng 0 ấy. Đây, d bằng 0 tức là gì? D bằng 0 tức là nếu mà n chia cho k. Đây là n1k mà d bằng 0 nếu n chia cho k thì làm sao? Thì đáp số của nó chính là n chia k. N chia k mà tôi in luôn. Tôi cho con mèo tôi thông báo luôn. Đây, mèo thông báo cái số đây, mèo thông báo luôn là chính là n chia k. Được không nào? N là phép chia. Phép chia đây, chúng ta dùng phép chia đây. Đây. Đó, chính là n chia cho k. N chia cho k. Được chưa? Chúng ta báo vào đây. Đấy. Tức là nếu mà d bằng 0, tức là nếu mà n chia cho k thì là đáp số chính là n chia k. Còn ngược lại ở chỗ này, nếu n mà không chia cho k thì đáp số nó phức tạp hơn. Đây tôi kéo cái này sang, tôi dùng vẫn lệnh say nhé. Và bây giờ tôi dùng cái lệnh này. Chỗ này sẽ phức tạp hơn. Chỗ này sẽ là gì? Chỗ này nó sẽ là phải làm cái biểu thức như sau. Biểu thức là n đây này, n deep qua cộng 1 tức là n trừ đi d tất cả chia k xong cộng 1. Thấy không nào? Nên nó có phép cộng 1 ở đây nữa. Như vậy nó sẽ là gì? Nó sẽ là đầu tiên là cái phép là cộng 1. Đây. Cộng 1. Phức tạp hơn là cộng 1 nhé. 1 này. Bấm vào đây này. 1 này. Ở cái chỗ này này, ở chỗ này chính là n deep k. N deep k là cái gì? N deep k chính là n trừ đi d chia cho k thì ta phải kéo cái này ra. Đấy, kéo cái này ra nhé. Và đây ta kéo k này ra. Đây này. Chúng ta đưa lên vào đây. Đấy. Đây là n trừ đi d chia cho k cộng 1. Thấy không nào? Các bạn thấy không nhé? Đây này. Chúng ta bỏ đây. Đây, thấy chưa? Cộng 1 nhé. Đây này, n chia cho k. Chỗ này chính là n trừ đi d.
chuyện này chính là cái gì? Chúng ta kéo cái này ra, phép trừ ra, phép trừ ra, đấy, phép trừ ra thì đây chính là n trừ đi d. Đấy. Chúng ta lại kéo cái này vào đây, phức tạp không? Đây là nó có 1, 2, nó có 3 cái lồng nhau nhé, phức tạp lắm. Mà đưa vào đây, đấy. Chúng ta đưa vào đây thì như vậy chúng ta là dạng như vậy. Chúng ta bấm thử chọn thử nhé, nó sẽ là 3, nó là số là 3. Bây giờ tôi sửa cái này thành số 8 thì nó sẽ là mấy? Nó sẽ là 2 thôi. Sửa cái số này nó sẽ là ví dụ chỗ này nó là 12 thì nó vẫn là 3. Nhưng mà để đây là 13 thì là thành ra là 4 ghế rồi, 4 ghế. Được không nào? Như vậy đây là cái bài phức tạp hơn. Bài này rất là dễ đối với học sinh tiểu học, nhưng mà đưa vào trong Scratch thì vì trong Scratch nó không đủ những cái lệnh, không đủ những cái hàm để tính nhanh. Vì nó không có cái hàm deep không có, thì chúng ta phải tính mẹo thông qua tính hàm, nó không có cái hàm deep này, hàm deep thì chúng ta phải thông qua đây. Đây chính là deep, đây chính là bằng n deep k nhé. Chúng ta công thức, chúng ta nhớ công thức này, vì ở trong Scratch nó không có cái hàm deep đó cho nên phải dùng cái này. Ở trong Pascal nó có đủ, ở trong cái hàm deep này, cái hàm deep này thì ở trong n deep k này, deep k thì ở trong Python nó là n chia cho k như thế này. Đấy. Còn là n mod, n phép số cái số dư thì ở trong Python nó là cái này, nó là n phần trăm k. Đấy. Vậy ở trong lớp trình bậc cao nó có đủ hết tất cả. Còn ở trong Python thì nó chỉ có cái này, ở trong Scratch nó chỉ có cái này thôi, chứ nó không có cái, không có cái này. Thì chúng ta sẽ phải tự động tạo ra một cái hàm, một cái biểu thức, chính là cái biểu thức này. Các bạn nhớ nhé, mặc dù nó rất đơn giản đó. Thì đó là cái phần bài này tôi ghi lại nhé. Bài này là cái bài cũng đơn giản thôi, nhưng mà nó, chúng ta dùng cái biểu thức nó phức tạp hơn, nên có thấy không nào, nó phức tạp hơn đó. Phức tạp hơn. Bài đây là bài số 5. Mà số 5 là tính số bàn cần mua tối thiểu cho lớp học. Đấy, cho lớp. Đấy, cái bài. Như vậy là cái phần này là cái phần dùng tính toán, nhưng mà là giải toán, dùng Scratch giải toán thì cũng là một cái phần mà theo tôi cũng là hay. Nhưng mà thật ra thì cái Scratch này, nó cái phần hay của Scratch nó không phải chỉ là tính toán như này. Thật ra nó cái phần kia mới là phần, hay, cái phần mà tạo ra cái chương trình, tạo ra cái quan hệ giữa các nhân vật để chúng ta tạo ra kịch bản, tạo ra thành những cái phần mềm thì đó lúc nó mới hay, thực sự hay. Còn dùng Scratch tính toán cũng được thôi, nhưng mà nếu mà cho học sinh chỉ học cái này mà chỉ tính toán thôi, nó sẽ không, học sinh sẽ không hấp dẫn, không dẫn với học sinh. Vẫn các bạn có thể vẫn kết hợp cho học sinh làm toán như kiểu như dạng tôi vừa nói ở đây. Bây giờ tôi sẽ đi sang một chủ đề tiếp theo. Này. Nhưng mà chúng ta đã có biết một chút về cái biểu thức rồi. Bây giờ tôi đi sang chúng ta tìm hiểu sâu hơn một chút nữa nhé, về khái niệm biến. Thì biến ở trong Scratch ấy, thực ra là nó cái biến ấy. Biến thế này. Nó có thể nó có hai loại. Một loại là nó là số chúng ta vừa tính. Số nó có thể là vừa số là có thể là số nguyên hoặc là số thập phân hay là số thực nhé. Hai là nó có thể là sâu. Nó có thể là sâu ký tự. Sâu ký tự. Và cái này nó khi chúng ta gõ n bằng 5 thì nó hiểu a, nó vẫn hiểu n là số, nhưng mà nó hiểu n là một số ký tự, nó là cái số 5. Như vậy là máy đồng thời hiểu số và số ký tự là đồng nhất với nhau. Thật ra ở trong Scratch có thêm một kiểu dữ liệu nữa là kiểu dữ liệu là logic, mà chúng ta sẽ học sau nhé. Kiểu dữ liệu là logic. Nhưng mà biến ấy, ở trong Scratch hiện nay nó họ không cho phép tạo cái biến ở dạng kiểu dữ liệu logic, mà chỉ biến dạng số và dạng sâu thôi. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm một số bài tập liên quan đến sâu nhé. Để chúng ta hình dung.
Rồi, City với sâu ấy. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm số bài tập liên quan đến sâu nhé. Thì ngay những bài tập này là chúng ta có thể xử lý với sâu được rồi. Tôi sẽ sửa những bài này để chúng ta có thể làm ngay là những cái bài tập liên quan đến sâu nhé. Thì bây giờ đây nhé, bây giờ khi mà chúng ta mà thế được, tôi sẽ làm cái mới cho chúng ta hình dung nhé. Đây, tôi tạo ra cái biến là biến n đi nhé, biến n đi này. Tạo ra cái biến là biến n đi, n đi được không? Thì n ở đây bây giờ tôi đặt này, tôi gắn n là n là 100 nhé. Ok, n là 100 mà đây tôi đặt một chương trình đây và tôi dùng cái lệnh này để tôi in ra, máy in ra là 100 đây, là đây save. Như vậy là tôi đưa được cái lệnh say, lệnh hiển thị trên màn hình cái dòng chữ, tôi có thể đưa n này vào thì máy vẫn hiểu. Nhưng mà đây nó khi tôi đưa cái này vào say n thì thực chất là máy hiểu n đây là sâu rồi đấy, không phải là số đâu, mặc dù n là 100 thật. Chạy thử nhé, đây là 100 này, thì cái 100 đây này thực chất là nó là sâu đấy, các bạn chú ý nhé. Khi đưa vào say rồi thì nó là sâu. Thì ở trong Scratch thì cái sâu nó còn có thêm các lệnh sau đây, các bạn chú ý. Về sâu chúng ta sẽ học sâu thì ở các bài sau sẽ học sâu hơn nữa, nhưng hôm nay tôi chỉ nói sơ qua về sâu thôi. Về sâu là như thế này, đây. Về sâu thì nó có bốn cái hàm, một hàm, hai hàm, ba hàm và bốn hàm, nhưng mà cái chúng ta sẽ học dần nhé. Thì cái hàm này là cái hàm dùng để biểu thức này để tính cái độ dài của sâu. Sâu đó nó có bao nhiêu ký tự. Cái hàm này để lấy ra từng ký tự một của sâu. Từng chữ một của sâu nhé. Cái hàm này là hàm dùng để nối sâu, rất quan trọng, và trả lại cái sâu nối ở hai cái này. Còn cái hàm này phức tạp hơn là kiểm tra xem một sâu, một ký tự, một sâu này có nằm trong sâu khác hay không. Đấy, như vậy là nó có bốn cái hàm rất đặc biệt, rất là hay luôn. Cái hàm, nhưng mà những cái hàm này là cái hàm chúng ta sẽ học sau, thậm chí là trong cái chương trình cơ bản này tôi sẽ không dạy, và tôi sẽ dạy cái phần này ở trong phần nâng cao. Cái lớp sau hơn nữa, còn ở cái lớp cơ bản này sẽ không, chúng ta không đi sâu vào cái phần này lắm, mà chỉ nói sơ sơ qua như vậy thôi. Bây giờ ta xử lý một vài điều thôi nhé. Thì hôm nay tôi xử lý các bạn cái phần này thôi. Chúng ta tạm thời cái này, bỏ cái này đi và chúng ta dùng cái này thôi. Thì đây là cái lệnh là nối sâu, rất quan trọng. Nối sâu, các bạn chú ý nhé. Sâu 1 nối với sâu 2 và trả lại là cái sâu nối đó. Được chưa? Thế bây giờ cái lệnh là say n thì tôi có thể sửa lại, tôi có thể sửa lại là tôi viết là đây là số n, được không? Được. Tôi nói đây là số, đây là số, được chưa? Dấu cách ra mà tôi kéo n ra đây, tôi để ở đây. Như vậy là ở đây máy đã hiểu là ta nối hai sâu, sâu thứ nhất là đây là số và sâu thứ hai chính là n. Nối hai sâu lại và kết quả là đây là số n. Chúng ta đưa cái này vào đây. Đấy, vào đây nhé. Đấy, đây là số 100. Các bạn thấy không nào? Như vậy đây là một chỗ rất là hay sử dụng ở trong Scratch. Lệnh join là cái lệnh là nối hai sâu và nó cho phép chúng ta là từ nối 2 cho phép nối 3, nối 4, nối n. Đây, nối nhé, nối xả láng. Chúng ta có thể nối rất nhiều một số dài ra từ một số dài, có thể nối là từ các hình các số con lại với nhau. Thì đây là cái lệnh rất hay sử dụng ở trong chương trình nhé. Đó. Thì tôi cho nó nói đấy, khi chúng ta gắn n là một số thì chúng ta có thể dùng để tính toán được với số n này. Nhưng mà đồng thời máy cũng hiểu xử lý như là một sâu. Đây tôi viết cái dùng của hàm len nhé, hàm len đây. Tôi copy cái n này sang đây, thì đó là độ dài của sâu n. Nhanh thử kiểm tra nhé, nó là 3. Như vậy sâu được có 1, 1, 0. Như vậy là cái số n này là vừa máy tính là vừa hiểu là số, vừa hiểu là sâu. Các bạn thấy không nào? Đây là một điểm rất đặc biệt, rất đặc biệt của Scratch đấy. Có lẽ là vì nó làm cho học sinh nhỏ tuổi học, cho nên là nó cũng không cần phân biệt rạch ròi đâu là số, đâu là sâu nữa.
Được chưa? Ở trong các lập trình bậc cao ấy, Pascal hay Python mà viết như này là lỗi. Không có chuyện là tính độ dài, tính cái độ dài của một số đâu, không có chuyện đó. Nhưng mà ở đây thì được. Ở đây cái số n mà 100 thì mới hiểu đó, nó chính là số 100, đồng thời nó chính là cái sâu ký tự 100. Đấy. Cho chúng ta có thể đồng thời này, vừa tính thử nhé, đây tôi vừa làm như sau, tôi làm thử làm cái phép toán này là phép toán là n nhân n vô tư, như vậy n nhân n là một số vô tư nhé. Hai số nhân với nhau. Đây nó chính là 10.000 nhé. Length vẫn được. Như vậy cái n này máy hiểu đồng thời nó là vừa là số vừa là sâu. Đây là số n, chẳng qua đây chỉ nối hai sâu lại với nhau thôi. Thấy không nào? Nhưng mà cái lệnh join lại làm việc với hai sâu và nối sâu lại với nhau. Cho nên là rất là hay. Tôi có thể làm như này. Tôi có thể bỏ cái này ra và tôi đưa cái này vào. Đó. Xem thử nhé. Đây là số 10.000, như vậy là đây là một số. Thật đây là biểu thức số nhé. Đồng thời nó ra kết quả máy hiểu đồng thời nó là sâu luôn, đưa vào đây được vô tư. Đó, thì như vậy là đây là một cái chỗ nó của Scratch nó rất hay, nó không chặt chẽ. Không chặt chẽ như ngôn ngữ lập trình bậc cao khác. Tuy nhiên nó cũng đủ chặt, nhưng mà nó đủ lỏng để cho học sinh tiểu học là học được, hiểu được. Các bạn thấy không nào? Một đây là một chỗ rất là hay của Scratch nhé, rất là hay. Là nó mặc dù là trong máy tính nó hiểu, nó phân biệt là đâu là cái biến, có thể cái biến, các cái biến chúng ta tạo ra có thể lưu trữ là số, có thể lưu trữ là sâu. Như vậy sâu và số là các kiểu dữ liệu khác nhau. Đồng thời Scratch còn có một kiểu dữ liệu nữa là kiểu dữ liệu là logic nữa cơ, nhưng mà cái đó ta học sau. Như vậy kiểu dữ liệu thì trong Scratch nó có 3 kiểu dữ liệu là kiểu số, kiểu sâu và kiểu logic. Tuy nhiên cái biến ấy, cái biến nó lưu trữ là có thể là vừa, nó có thể lưu trữ là vừa số vừa sâu và máy hiểu là một luôn. Như vậy chúng ta chú ý nhé. Một điều rất quan trọng cần chú ý, như vậy ở trong Scratch ấy, cái biến của chúng ta đấy, biến đấy thì máy sẽ hiểu đồng thời là số, đồng thời là sâu luôn. Hai cái này nó gộp là một luôn. Mặc dù là ở trong lòng nó là nó phân biệt rất là rõ đâu là số đâu là sâu, nhưng mà ra bên ngoài là chúng ta có thể xử lý nó như là một số hoặc như là một sâu. Nên là cái làm cho rất linh hoạt, làm cho cái chương trình Scratch nhiều khi nó rất là hay luôn. Nó rất đơn giản, đỡ phải rạch ròi đâu là số đâu là sâu. Nhưng mà khi chúng ta mà dạy cho học sinh ấy, chúng ta vẫn phải nói để học sinh phân biệt. Chứ nếu học sinh mà cứ đồng nhất số với sâu như này thì mai kia học lên trên ấy, học sang một lập trình như là Pascal hay là C hay là Python ấy, học sinh lúc lên học Python mà vẫn lẫn lộn số với sâu thì rất là nguy hiểm. Lúc bây giờ là phải khác biệt hoàn toàn rồi. Tuy nhiên là cái mức độ là tiểu học này là cần phải chú ý thôi. Như vậy xử lý số và như xử lý sâu vậy. Các bạn thấy không nào? Vậy là rất là hay. Thì cái này là cái hay như này. Bây giờ dựa ở đây chúng ta có thể tạo ra các phép toán rất là hay như này. Cái này là cái chuẩn bị cho cái bài sau, nhưng mà tôi nói trước cho hôm nay nhé. Đây. Chúng ta có thể mô tả như sau, là phép toán là m cộng n bằng, được không? Được, đây cho các bạn xem nhé. Bây giờ làm phép toán bình thường thôi. Bây giờ đầu bài là nhập trước, tức là bài nhập trước hai số m và n và yêu cầu là con mèo nó đưa ra cho học sinh biết là mô tả là gì, là số m cộng n bằng bao nhiêu. Như là nhập m bằng 9, n bằng 3 thì mèo viết lại 9 cộng 3 bằng 12. Đấy, như vậy là rất rất là hay. Tôi làm thử nhé. Bây giờ n đây rồi, bây giờ tạo ra một cái biến mới là biến m. Được chưa? Rồi, bây giờ tôi gán này. Đây tôi gán nhé, tôi gán là m trước nhé. M tôi gán bằng 12. Xong tôi gán n bằng 4. Được chưa? Sau đó tôi viết ra một cái thông báo là viết ra một cái xây một cái là tổng hai số m và n là rất hay như sau. Đây nhé, tôi viết này, tổng hai số đấy, tổng hoàn toàn có thể ghép được tổng hai số, được chưa? Hai số này kéo m ra này, tôi phải ghép nữa, tôi dùng cái này ghép nữa này, tổng hai số này m nhé và m và n bằng, đây
tổng hai số m và n bằng, như vậy phải tập nối vào là nối vào những bốn cái cơ, 1 2 3 4 5, tổng nhé, tổng hai số nhé, tổng hai số này m và n trên đây chính là phép cộng, cộng n ở đây là bằng, bằng cái gì, bằng là tổng hai số thật. Tôi dùng đây, kéo cái này ra, kéo cái phép cộng này ra, cộng nhé, cộng ở đây là chính là m cộng với n, thấy không nào, đây đi vào đây. Đó. Bây giờ tôi dùng lệnh say nhé, và tôi đưa cái này vào đây, say, đây, thấy không nào, rất là hay luôn. Đây đây này, bạn mở xem nhé, đây này, tổng hai số 12 cộng 4 bằng 16, các bạn có thấy hay không nào, rất là hay. Thế đây là những cái kỹ thuật, tức bản chất của nó là ghép sâu thôi, nhưng mà chúng ta ghép sâu, chúng ta lồng ghép vào các cái biến là tập chính, đó là biến số, đây biến số. Thì cái kỹ thuật này là dùng rất nhiều trong những bài tập sau này, trong phần sau đấy, những cái bài mà dùng để kiểm tra, dùng thành ra là bài kiểm tra cho học sinh, là làm toán cho học sinh chẳng hạn, hay tất cả những cái bài dạng như này, nhập từ bàn phím một cái số và kiểm tra luôn, thì đây là cái phần mà dùng cho cái phần sau đó, rất là hay, được chưa nào. Đó thì các bạn thấy nhé, nhưng mà đây là một kỹ thuật dùng để hiển thị cái phép toán trên màn hình, rất là hay. Bây giờ bài này tôi ghi ra để cho chúng ta lưu lại, để sau này chúng ta nhớ. Đây là cái bài số 5 rồi, đây là bài số 6, là hiển thị phép tính, hiển thị phép tính nhé, trên màn hình. Thực chất ra sử dụng chính cái kỹ thuật ghép sâu đấy, dùng ghép sâu để ta dùng ghép sâu lệnh, cái lệnh ở trong các lệnh ghép sâu, lệnh join ấy, lệnh join này trong tiếng Việt là cái gì nhé, tiếng Việt cái lệnh join nó là gì, nó là kết hợp, nó dùng cái từ kết hợp, thật ra cái dùng từ này không chính xác nữa. Hiện nay cái bản tiếng Việt của Scratch nó rất nhiều chỗ mà theo tôi là dịch tiếng Việt là không hợp lý, vì cái trường đại học BIT này nó nhờ một số sinh viên ở bên đấy dịch, nhưng các bạn sinh viên này quá trẻ và chưa phải là người sâu sắc tiếng Việt, nên rất nhiều các cái lệnh dịch tiếng Việt không chính xác đó, cho nên là ở đây phải dùng từ là nối sâu mới là chính xác tiếng Việt. Anh nhưng mà tôi nói rồi là chẳng có ai mà góp ý cho cái trường này cả. Đây là cái một nhóm của trường đại học MIT ở bên, trường đại học MIT cũng nổi tiếng lắm ở bên Mỹ đấy, nhưng là do nhờ một số bạn sinh viên sử dụng tiếng Việt này, họ có thể họ nhờ cái công cụ dịch tự động, nhưng mà rất nhiều chỗ không chính xác luôn. Cho nên bản thân tôi khi mà dạy cái này tôi rất là ngại dùng tiếng Việt, rất nhiều chỗ không chính xác, thì nó luôn như vậy để các bạn thấy. Chính vì vậy mà tại sao tôi lại hay dùng tiếng Anh, là vì vậy, vì tiếng Anh của nó là chính xác, vì nó bản ngữ của người họ làm cái ngữ này, họ viết ra tiếng Anh là chuẩn. Còn dịch tiếng Việt ấy, đáng lẽ ra họ phải nhờ một số chuyên gia người Việt Nam làm cội thông tin họ dịch cho thì chính xác, nhưng mà rất nhiều cái chỗ mà lệch dịch không chính xác. Ví dụ đây là một lệnh dịch không chính xác, lệnh kết hợp. Trong khi đó thì tiếng Anh nó là join, rất là cái từ join nó là chính xác nhé. Đây bây giờ tôi dùng lệnh join, quay lại cái tiếng Anh nhé, đâu nhỉ, đây được chưa. Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ quay sang cái nào, chúng ta quay sang cái phần mà ta vẫn đang nói bình thường, là nói về cái cách điều khiển nhân vật, và hôm nay tôi nói thêm các cái sự kiện khác liên quan đến quản lý nhân vật và sử dụng cái biến. Rồi bây chúng ta làm như sau nhé, đây bây chúng ta quay lại cái này, thì chúng ta đã biết rằng gì, hôm nay tôi muốn nói thêm cái ý tiếp theo nữa, là chúng ta sẽ học thêm nữa về các sự kiện dùng để điều khiển nhân vật ở trên màn hình. Nhưng cái phần này là phần quan trọng. Nhân vật của chúng ta, từ xưa là chúng ta chỉ không học nhiều mà chỉ học có mỗi cái là, bây giờ tôi nói thêm về các cái sự kiện. Sự kiện liên quan đến chương trình. Rất quan trọng luôn. Và những sự kiện này thì nó liên quan đến chương trình, và nó
dùng để nó và nó có liên quan cả đến biến nhớ nữa. Được rồi, thiên sự kiện là cái gì? Thì các bạn biết là từ xưa là chúng ta học ấy, từ hôm nọ nay là chúng ta học là khi chúng ta dùng cái lệnh này, dùng cái lệnh là khi người dùng mà nháy chuột vào cái nút màu xanh thì nó chạy chương trình, đúng không nào? Chạy chương trình. Đây, tôi giới thiệu cái bài này nhé. Tôi cho con mèo nó, đây cho con mèo nó di chuyển sang phải sang trái một cách ngẫu nhiên nhé. Đây, tôi, như sau, tôi sẽ em con mèo đây. Sau đó tôi sẽ em cho đây vào cái này này là forever này, và cho mèo nó chuyển động về phía trước này nhé, dùng lệnh move này về phía trước này, và sau đó cho mèo nó thay đổi cái next costume để nó liên tục nó đạp chân và góc cạnh thì nó quay quay lại. Cái đây là hôm trước tôi làm cho nó làm rồi. Đây đâu nhỉ, đây đây chưa, đây nhé, đấy như này đúng không nào? Chúng ta biết rồi, đấy, biết rồi. Mà chúng ta chú ý nhé, như vậy là đây là cái nhóm lệnh mà nằm ở dưới cái lệnh này. Là ở, về mặc định mà nói thì ở trong Scratch chúng ta hiểu cái lệnh này là cái lệnh mà bắt đầu một chương trình, nôm na như vậy. Nhưng mà lệnh này ứng với cái nút này khi ta nhấn vào đây. Nhưng mà chất như vậy cái lệnh này là được điều khiển bởi cái lệnh này. Nhưng mà lệnh này là gì? Lệnh là khi người dùng mà nháy chuột vào là cái lá cờ này. Thì cái việc mà nháy chuột vào lá cờ thì người ta hiểu đó là một sự kiện. Chính như vậy mà cái lệnh này này nằm ở trong cái nhóm lệnh là sự kiện. Đây là event, chính là sự kiện. Thấy không nào? Như vậy là gì? À, cái việc nháy vào lá cờ chỉ là một sự kiện thôi. Mà nó là sự kiện mặc định để hiểu rằng bắt đầu chương trình thì phải nháy vào lá cờ. Được chưa? Thế thì như vậy là ở trong chương trình của Scratch thì cái sự kiện là một cái hành động mà xuất phát từ bên ngoài, không phụ thuộc vào bản thân chương trình, không phụ thuộc vào bản thân các nhân vật. Nó là một sự kiện ở bên ngoài xảy ra. Đấy, thì cái sự kiện bên ngoài là nó tác động rất quan trọng, nó tác động vào bên trong của chương trình của chúng ta. Như vậy là ở trong Scratch thì khái niệm sự kiện là rất quan trọng nhé. Như vậy là chúng ta là người thiết kế cái kịch bản được không nào? Đấy, thì ở bên ngoài nó có những sự kiện nó sẽ tác động vào bên ngoài đây này, tôi chưa mô tả gì nhé, mô tả mà tác động này là tôi không biết là khi nào nó có tác động. Nhưng mà trước mắt chúng ta học là khi người dùng mà nháy lên cái nút này, đây có nút lá cờ đấy đúng không nào, người dùng mà click vào đây thì nó làm một sự kiện. Như vậy cái lệnh mà click vào lá cờ chỉ là một lệnh sự kiện thôi, ngoài ra có rất nhiều sự kiện khác đó. Như vậy là các cái lệnh, các cái sự kiện có thể xảy ra như sau, các sự kiện khác nhé. Ví dụ như này, ví dụ như là lấy ví dụ là người dùng mà nháy chuột lên nhân vật thì có là sự kiện không? Có, là sự kiện đấy, nháy lên nhân vật. Thế đây nó là một cái sự kiện rất quan trọng luôn đấy. Rất nhiều chương trình là người ta dùng cái sự kiện này chúng ta làm việc gì đó. Ví dụ như là ví dụ là trong một trò chơi nhé. À, có rất nhiều nhân vật khác nhau, nhưng có một con vật bé bé ở bên cạnh đóng vai trò là hướng dẫn. Chúng ta nháy lên thì con vật đó nói lên cái cách chơi của chương trình. Thì nhân vật đó đóng vai trò là cái người trợ giúp cho chương trình. Chúng ta nháy lên thì nó thông báo. Đó, thì ví dụ như vậy. Như vậy là cái người dùng nháy lên nhân vật là có, hoặc một sự kiện khác là người dùng là nháy chuột lên sân khấu được không? Được. Nháy chuột lên sân khấu. Thì đây cũng là một sự kiện khác. Nó cũng rất có ý nghĩa. Đấy. Ví dụ là tôi lập trình như sau này, lập trình tôi muốn điều khiển con mèo, con chó di chuyển nhé. Tôi muốn khi nháy chuột thì con mèo lập tức là xoay về hướng chuột và đi về phía con chuột, có được không? Được. Đi phía con chó chuột, đó là một cách chúng ta điều khiển. Thì như vậy người dùng mà nháy chuột lên sân khấu cũng là một sự kiện. Hoặc là khi ta bấm phím có được không? Bấm một cái phím trên màn hình, được, thì nó là một cái lệnh, một cái sự kiện bên ngoài. Thì đây tất cả cái này là những sự kiện ở bên ngoài, khác với sự kiện là nháy chuột lên lá cờ. Thì đây là sự kiện mà nó giúp cho chúng ta tạo ra thêm các tình huống để cho cái chương trình nó hay hơn. Như vậy là thì trong Scratch nó đều có những lệnh hỗ trợ như vậy cả, và khi có lệnh đưa cái này vào thì như vậy cái chương trình của chúng ta nó trở nên rất là phong phú, và khi đó kịch bản của chúng ta nó sẽ phức tạp hơn. Kịch bản là như thế này,
kịch bản nhé. Đây, bình thường kịch bản của chúng ta là khi người dùng nháy là nháy chuột thôi, là khi nhấn chuột nháy lá cờ thôi, thì bây giờ chúng ta có phải chia, chúng ta phải chia ra như thế này. Đây, sự kiện đúng không? Bắt đầu này, bắt đầu sự kiện là nháy lên này, nháy lên lá cờ, thì đó là một sự kiện chúng ta mô tả. Đây, đây là nhân vật 1, nhân vật 2 làm gì, nhân vật 3 làm gì, đúng không nào? Ba hoặc là nhiều hơn nhé. Ta mô tả như vậy. Khi bắt đầu chương trình thì nhân vật 1 làm cái này, 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 làm cái này. Đấy, như đây là con chó này, con mèo đây, con gà, con chó thì kêu con gâu gâu, con mèo thì kêu meo meo, con gà thì cục tác nháy lá cờ. Đấy. Nhưng mà ngay sau khi mà đây là một sự kiện thứ hai là nháy lên nhân vật. Nháy lên nhân vật thì làm gì? Nháy lên nhân vật. Thì đây ta cho kẻ một hàng ngang như này. Nhân vật thì nhân vật con chó làm cái gì? Con mèo làm cái gì? Con gà làm cái gì? Đây là một cái sự kiện khác nhé. Hoặc là khi người dùng nháy lên phím space làm gì? Người dùng nháy phím, bấm phím, nháy vào cái phím, bấm vào cái phím space thì làm gì? Đấy, thì con mèo làm cái này, con chó làm cái này, con gà làm cái này. Đấy, thì đây là một cái mô hình các kịch bản mở rộng hơn so với kịch bản chúng ta đã biết từ trước đến nay. Thì đây là cái phần phức tạp hơn rất là nhiều lần. Mà thực tế là thực tế khi mà học sinh chúng ta làm các cái sự làm cái phần mềm, các cái ứng dụng thì chúng ta phải đa dạng các cái sự kiện cho nó hay hơn. Thì đây chính là một cái phần rất là hay của Scratch, đây phần rất là hay. Thì bây giờ tôi sẽ đưa vài ví dụ chúng ta cùng hình dung nhá. Đây. Thì trong Scratch thì nó như thế này. Thì ngoài cái lá cờ ra chúng ta vào event nhé. Đây này, cho thấy nhá. Đây này. Nhé. Đây là cái đây là cái sự kiện là khi người dùng nháy lên gì? Người dùng là nháy lên nhân vật. Là cái này này. Nháy lên con mèo, nhưng cái này giữ cho con mèo nhé. Đấy. Thế đây là sự kiện. Sự kiện khác, đây là sự kiện là khi người dùng nháy phím. Đây, bấm phím thì rất nhiều phím đây, rất nhiều phím, chúng ta có thể dùng phím chúng ta điều khiển nhân vật rất là hay luôn. Thế đây là cái lệnh là sự kiện khi người dùng là nháy phím nhé, nháy phím. Ngoài ra có một sự kiện nữa là khi người dùng nháy lên sân khấu thì lệnh đó nằm ở trong sân khấu, vào sân khấu đây. Nó có lệnh là đây, when stage is clicked thì nó có lệnh này, đây lệnh là sự kiện là khi người dùng nháy lên sân khấu thì làm gì? Thấy không nào? Thì tất cả những cái này là cái mà chúng ta sẽ học dần nhưng mà chúng ta thấy là nó rất là hay. Bây giờ chúng ta làm thử một cái bài nhé, đây. Nhé. Bây giờ chúng ta làm thử cho con mèo này, cho con chó này. Cho con chó nhé. Đây. Con chó đâu rồi? Con chó đây. Con chó ở đây nhé, bây giờ thêm một con gà nữa nhé. Đây cho thêm con gà này. Đây con gà này, con gà nó nhảy không? Đấy, con gà này mổ đấy. Đấy, mổ nhé. Đây, bây giờ cho nó trên một sân khấu cho nó hay ho một tí nhé. Tìm một sân khấu nào cho nó hay. Đây, con mèo ở đây nhé. Đây, con gà ở đây nhé. Con chó ở đây nhé. Đây, con chó ở đây. Gà ở đây. Đấy, bây giờ như sau này. Bây giờ mà chúng ta bắt đầu xử lý này. Như vậy bây giờ cái bài toán của chúng ta là nó phức tạp hơn rồi. Chúng ta có thể xử lý các sự kiện là đồng thời và nó khác nhau nhé. Đây, khi người dùng nháy lên cái này thì là cái gì nhé? Thì đồng thời như sau này, mèo sẽ kêu meo meo, chó kêu gâu gâu, xong rồi kiểm tra con gà nó có âm thanh không nhé, mình kiểm tra gà. À, gà có kêu đấy. À, như vậy là khi mà chúng ta nháy vào cái sự kiện nháy vào lá cờ thì mèo kêu meo meo, chó kêu gâu gâu và gà kêu chip chip. Rồi làm thử nhé. Đây, chúng ta vào cái kiểm tra cho con này, chúng ta xóa cái này đi nhé. Đây, con mèo trước nhé. Đây, khi người dùng nháy lên cái này thì vào con sao âm thanh và con mèo kêu meo meo, được chưa? Sang con chó, từ chỉ riêng cho chó nhé. Khi người dùng nháy lên cái lá cờ thì con chó kêu go go. Đây, con chó kêu go go.
bấm vào đây con gà. Khi người dùng nháy lên con gà thì con gà sẽ kêu gì? Con gà sẽ kêu mà chip chip đây. Đấy. Thì với cái bài này là cho giờ phút này là chỉ xử lý có một sự kiện thôi là nháy lá cờ. Thử nhé, đây này. Đồng thời là mèo kêu xong chó kêu và gà kêu. Điều tôi muốn lệch đi một chút thì cũng được. Thì để cho mèo kêu trước này, xong chó thì chờ sau một giây này, thì tôi chờ chó để chờ sau một giây và gà sẽ chờ sau 2 giây. Đấy, tôi làm thế cho nó lệch tìm tí cho nó hay thôi chứ không cần thiết, được chưa? Đấy, chạy thử nào. Đấy. Rồi, thế bây giờ làm tiếp tục này. Khi tôi nhảy chuột lên con mèo thì mèo sẽ đạp chân và chạy tung tăng, thôi cho chạy cho pháp chạy tung tăng trong một phút thì dừng lại. Lại một phút tôi nói sau nhé, cái một phút thì là hơi khó hơn một tí. Vậy là mèo chạy tung tăng lặp là 60 lần thế nhé, còn tôi sẽ nói sau cái một phút sau nhé. Rồi khi bấm vào chó thì chó nhảy lên nhảy xuống, lặp lên nhảy lên nhảy xuống là 100 lần và cũng như vậy, và chó cũng đạp chân. Còn khi bấm vào gà thì gà sẽ cúi xuống và mổ vào cái thóc và vừa mổ vừa kêu chip chip, được chưa? Như vậy cho là thử những ba kịch bản là khác nhau. Như vậy kịch bản là một, kịch bản là kịch bản nháy chuột và lá cờ là khác. Hai là sự kiện là nháy lên những con vật. Bố có mèo đây nhá, mèo trước nhá. Đây. Như vậy đây là đoạn chương trình là xử lý khi chúng ta nháy chuột lên lá cờ. Còn đây, chúng ta bấm vào đây và chọn là đây. Khi chúng ta nháy chuột lên con mèo thì mèo làm gì? Hay con nào? Rồi, chúng ta lặp thử nhé. Chúng ta cho con mèo nó sẽ là lặp, nó sẽ chạy. Nó sẽ chạy là 60 bước nhé. 60 bước, đây chúng ta lặp, đây là 60 bước. Lỗi chỗ này. 60 bước nhé. Thôi được. Muốn tại chỗ thôi vậy. Cho nó nhảy tung tăng ở đây nhé. Và cái lệnh này này. Và cái lệnh là next costume này. Và sau đó mỗi lần như vậy cho nó chờ 0,1 giây đi. 0.2 giây cho nó chạy tung tăng. Đó. Nha. Đây là mèo. Và sau đó tôi làm sang chó. Chó tôi muốn cho nó nhảy tung tăng. Và khi mà chó mà gặp, khi mà người dùng nháy lên cái con chó thì chó sẽ làm như sau. Chó sẽ nhảy lên nhảy xuống tung tăng. Đây, chó làm như sau. Chó sẽ làm như thế này. Chó sẽ lặp là 100 lần. Mỗi lần như vậy là chó sẽ, đây, sẽ lặp cho bên trong hai cái lặp lần nhau nhé. Cái lặp này là như sau này. Lặp này sẽ lặp là 30 lần. Là chó sẽ nhảy lên nhảy xuống này. Tôi làm như sau này. Tôi cho con chó nó nhảy lên như này nhé. Đây, dùng cái lệnh là train y. Chain is by 10. Sau đó là chờ. Sau đó tiếp theo là chain y by trừ 10. Là nhảy xuống đấy, trừ 10. Nhưng mà có đoạn chờ ở giữa. Đoạn chờ ở giữa là chờ bao nhiêu? Để cho nó chờ là 0.1 giây ở giữa. Đấy. Và cứ xong lần này thì nó lại kêu go một cái. Để cho nó thêm cho anh hai một tí. Đây. Play nút này. Đấy. Chỉ hãy để lên đầu cũng được. Để lên đầu. Chút này lặp là 20 lần thôi cho nó dễ. Cho thử cho mèo như này. Đấy. Thấy chưa nào? Chó này. Đấy. À, cho nó thêm cái đạp chân lên cho nó hay nhé. Đạp chân. Thôi được, không có đạp chân. Nhé. Đó, thì đó là chó nhé. Bị sang gà này. Gà đây tôi cho nó, nếu mà người dùng mà nháy chuột vào con gà nhé thì gà nó làm như sau. Gà nó sẽ lặp là 50 lần, và một lần như vậy nó sẽ làm như sau. Nó sẽ mà đây, dùng lệnh này, dùng cái lệnh này. Next costume, gà nó sẽ mổ rất nhanh nhé, và nó kêu meo meo luôn, nó kêu chip chip luôn đấy nhé. Này, tôi cho nó thử. Ôi, nhanh quá nhỉ, tôi cho nó chậm lại một tí nhé. Như vậy đây là chó kêu lâu chưa? Đây nhé, cho nó chờ là 0.0
0.2 0.2 đấy. Để cho nó lập là lập 20 lần thôi. Và bên ngoài là lập một lần bên ngoài nữa. Lập bên ngoài nữa là 20 lần nữa. Đấy. Được chưa? Nào chúng ta thử nhá. Đây chạy thử này. Mèo này. Chó này. Gà này. Đấy. Như vậy là cái đây là cái bài này là khác với cái bản chúng ta là ta nháy chuột vào vật con vật thì nó mới kêu. À nó mới hoạt động. Và có thể như vậy là với cái bài này là cái kịch bản nó phức tạp hơn rồi đấy. Nó phụ thuộc vào cái sự kiện ở bên ngoài. Người ta nháy chuột nhiều thì nó làm nhiều, không cho ít thì nó không làm. Đấy. Được chưa nào? Rồi như vậy chúng ta có một cái bài tập một cái hình dạng mới, cách chúng ta tạo ra một kịch bản mới hơn. Chúng ta ghi cái bài này là cái bài bài số 7 là chương trình với kịch bản mở rộng nhé. Phần này là phần rất quan trọng, thì chúng ta trong buổi sau chúng ta sẽ học sâu hơn về những cái kịch bản này. Đấy. Chúng ta hiểu chưa ạ? Như vậy báo đây là cái bài mà giới thiệu chung về biến và giới thiệu về kịch bản, thì tôi chưa kịp nói sang cái phần là dùng biến để liên hệ với các cái vật như thế nào thì đó là buổi sau. Dùng biến để đo thời gian làm sao cũng là buổi sau nhé. Cái bài này là bài rất là dài chứ không phải là một buổi, không phải là xong, có thể là 2-3 buổi mới xong. Thôi chúng ta nghỉ nhá. Dạ cảm ơn thầy. Chào thầy. Chào thầy. Dạ chào thầy.